thuật nhìn người của cổ nhân, xem cách đối xử với ba nhóm người này thì biết ngay nhân phẩm tốt xấu, quân tử hay tiểu nhân đều tỏ tường. Phụ nữ muốn xác định đấng phu quân có xứng đáng ở bên cạnh cả đời hay không thì tốt nhất hãy nhìn vào cách anh ta đối xử với bố mẹ ở hiện tại. Nói tới thuật nhìn người thì không thể không nhắc đến Tăng Quốc Phiên. Tác phẩm Băng Giám của ông đã hệ thống lại nghệ thuật nhìn thấu bản chất con người mà ông từng chiêm nghiệm. Người xưa có câu, dùng đồng làm gương có thể chỉnh đốn quần áo, dùng sử làm gương có thể biết được thăng trầm của thời đại, dùng người làm gương có thể thấu hiểu được và mất. Mỗi con người sống trên thế giới này đều là động vật xã hội. Muốn hiểu rõ được một người nhất định phải nhìn vào thái độ của họ đối với người xung quanh. Từ đó, chúng ta có thể phán đoán nhân phẩm tốt xấu để chọn bạn mà chơi. Sàng lọc quan hệ, trên thực tế, chỉ cần nhìn vào cách đối xử với ba nhóm người này, bạn có thể biết được đối phương là quân tử hay tiểu nhân. Một, cách đối xử với người yếu thế, xã hội xưa phân biệt giai cấp rất mạnh mẽ. Nhiều người lúc nào cũng muốn lấy lòng những ai có địa vị cao hơn mình, chuyện này hết sức bình thường. Thế nhưng đối với người ở địa vị thấp hơn mình lại bộc lộ bản tính thật sự, hà hiếp, khinh thường và bộ dạng tiểu nhân đắc chí khiến ai cũng khó chịu. Đây chính là bộ mặt thật của kẻ tiểu nhân. Vì người địa vị thấp không thể làm ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của bản thân nên không cần phải giả vờ lấy lòng hay nhượng bộ. Nhân phẩm của con người lúc này cũng được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Đến thời nay, hiện thực này lại diễn biến theo cách khác. Nhân viên phục vụ hay chú bảo vệ lại trở thành nhóm người dễ bị coi thường vì gắn mác làm những công việc thấp kém. Quân tử, người ngay thẳng luôn đối xử bình đẳng và tôn trọng với tất cả mọi người. Chỉ có kẻ tiểu nhân tự cho mình thượng đẳng, có nhân cách xấu xa mới đi hơn thua với những người yếu thế, thua thiệt về kinh tế. 2. Cách đối xử với bố mẹ, cổ nhân thường nói, bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vi thủ. Một người không thể làm tròn chữ hiếu, ngay cả bố mẹ có công sinh thành với mình cũng không biết quan tâm thì chắc chắn là kẻ tiểu nhân, không hề biết trao đi tình thương với bất cứ ai, sống bất nhân bất nghĩa, không đáng tin cậy, nên tránh càng xa càng tốt. Thử hỏi, ngay cả bố mẹ của mình mà không biết thương thì có thể yêu được ai? Trong xã hội hiện đại thời nay, điều kiện đời sống được nâng cao, những cô cậu thanh niên mặc dù đã lớn khôn nhưng vẫn được cha mẹ cơm bưng nước rót, lo từng cái ăn cái mặc. Nếu bố mẹ không đáp ứng được yêu cầu của bản thân thì liền la lối chửi mắng, không hề biết trân trọng hay cảm thông cho công sức và nỗi khổ của bậc phụ huynh. Trên thực tế, phụ nữ muốn xác định đấng phu quân có xứng đáng để ở bên cạnh cả đời hay không thì tốt nhất hãy nhìn vào cách anh ta đối xử với bố mẹ ở hiện tại. Bởi lẽ, tình yêu sớm muộn cũng trở thành tình thân. Anh ta đối xử với bố mẹ thế nào thì tương lai cũng đối xử với bạn thế đó. 3. Cách đối xử với cấp trên, người có chí khí hay không thì hãy nhìn thái độ của họ với cấp trên là biết ngay. Nếu có thể không tự ti cũng không cao ngạo, giữ được sơ tâm trước người quyền thế hơn mình, vậy thì đây chính là quân tử. Mà một người trước mặt khom lưng, khúng núng nhưng sau lưng lại dị nghị, xỉa sói thì chắc chắn là kẻ tiểu nhân. Người đi lên bằng thực lực sẽ không làm như vậy, bởi lẽ cây ngay không sợ chết đứng, không vì lợi lộc phía trước mà hạ mình đánh mất cái tôi, không a dua su nịnh chỉ để lấy lòng bất kỳ ai.